đó đó. Ui, ui, ui. Đúng. Giờ buổi sáng, Bảo xin kính chào bà con và chúc bà con một ngày mới vui khỏe và hạnh phúc. Hiện tại thì em đang ở xã đảo Long Sơn của thành phố Vũng Tàu. Ở đây là thủ phủ của rất nhiều lồng bè nuôi hào, nuôi tôm, nuôi cá, giúp cho bà con làm nên ăn ra là cũng nhờ những dòng sông cũng như những lồng bè ở đây. Qua đó cá thiên nhiên cũng có thể dựa vào những bè cá để ăn những thức ăn còn dư thừa bị rớt rải ra, và cũng dựa vào những cái bè hào, cho nên là cũng giúp cho anh em nghề câu cá giải trí cũng như là vừa giải trí vừa cơm gạo, để anh em kiếm sống bằng một cái nghề cũng rất là thú vị. Hôm nay Bảo mời bà con cùng em đi tham quan vòng tròn ở xã đảo Long Sơn, nhưng mà là vòng tròn ở phía lồng bè cũng như là đi câu cá trải nghiệm một ngày. À, xem thử hôm nay có nhiều cá hay không luôn nha. Hiện tại thì em đang ở làng bè bên bến đá của Long Sơn, xã đảo Long Sơn. Sáng giờ em với tèo của kênh Mắm Tép TV đi qua bên đây khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ. Và qua bên đây thật sự là vẫn chưa thả cái con câu xuống nước luôn bà con. Giờ này cũng hơn 9 giờ sáng rồi. 10 giờ đúng không ạ? Tại vì nói thật với bà con là câu làng bè là cũng thứ nhất là phải gặp được anh chủ, anh cho phép gặp lại để câu mới được câu nha bà con, chứ không phải là mình chạy ra rồi mình muốn câu đâu mình gặp lại mình câu đâu, đó là không được đâu. Đây mình lại câu cái món câu là Ankada phải không Tèo? Ikada. Và mồi nó là mồi trùng bẹ này. Trùng bẹ là nuôi sống luôn nha. Trùng đây là bao nhiêu một ký Tèo? Dạ em bán 800 một ký. Hiện thời bây giờ? Nói chung là mua bao nhiêu cũng bán. Đây là mấy lạng con bán phải không? 50 con bán. Như con trùng bẹ này là đa số mình câu con cá gì Tèo? Dạ cá cháp, cá ngát, cá hồi. Cứ một lần là mình ra câu là phải làm lại từ đầu, và mình về mình cũng phải cắt lại ha, để bảo quản được cái cần câu mình cho nó ngon lành. Em đi câu em không có làm thẻo được trước, cứ tới ra tới thì làm. À. Làm trước. Lồng bè đây là lồng bè nuôi cá bớp ha. Đa số nuôi cá bớp. Cá bớp, cái gì? Ồ, ngoài cá bốp nó có cá bè nữa mà, bè trắng nữa. Cá cờ tơi á. Cá đó có khi nào câu cá không Tèo? Cũng bự vậy luôn hả? Khi ông bắt một con cá lên chi ha, căng thử nó hả?
một lần mình móc là móc nguyên con luôn không? Móc một xíu nó không ăn. Dạ. Yeah. Phải có quẩy 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 đồ không? Có cái đùi nó quay 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 con cá. Xuống nó lượn 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 á. Thấy ngồi chồn ghét quá nhất. Là nó táp cái đầu trước ha. Nó hút vô luôn anh. À. Hút vô luôn à. Tại vì thường thường là nó ăn cái con này là nó nuốt không ạ. Cá nó ăn con này nó nuốt không ạ. Nuốt nguyên con luôn à. Dạ nuốt nguyên con. Trời ơi dân lưới nữa hả ta. Dân lưới dân lưới. Nãy giờ khoảng cỡ hơn nửa tiếng rồi mà chưa có cá bà con à. Bữa nay em sẽ ghi lại những cái khúc đoạn mà không có cá luôn cho bà con xem, là anh em câu cá này nó không phải dễ đâu bà con. Nhiều lúc trên video cắt ghép vậy á, chứ thật ra là câu cá nguyên một ngày từ sáng tới chiều tối luôn nha bà con à. Giờ được vài con. Giờ thì anh em sẽ chạy tới một cái điểm mới. Một cái điểm này chắc chạy phải gần một tiếng đồng hồ mới tới lận. Ở đây rộng lắm. Đây cũng có người mua ve chai trên sông luôn ha. Sau khi chạy hơn một tiếng đồng hồ. Hơn một tiếng đồng hồ nha bà con. Mới tới chỗ bè cá. Bè cá đây ở bên nhà cầu Chà Bà này. Cầu Chà Bà phía ngoài kia. Bè cá đây mình có leo lên được không leo? Vẫn ngồi dưới luôn ha. Nói thật với bà con là hồi sáng anh em mình qua ở phía cái điểm cũ để xin ông anh cái điểm mà câu có bóp nhiều đợt trước em có quay á để câu, nhưng mà thật sự là nhiều người câu quá rồi á. Người ta theo kiểu là ở bè đó không có người canh giữ, cho nên là ông anh chú bè kêu anh em thông cảm không có được câu nữa. Cho nên hồi sáng giờ anh em chạy tứ tung đây. Giờ này là hơn 12 giờ trưa rồi, chuẩn bị 1 giờ rồi. Chưa biết một con cá gì trên ghe đây. Hy vọng tới đây sẽ có cá bự nha. Câu cá ở làng bè này cũng có nhiều cái nhạy cảm lắm bà con à. Nóng luôn rồi. Ô, cá ăn cá ăn. Ô, cá gì chơi? Đang ăn cơm, anh em hồi nãy giờ ngồi than. Sẵn sàng, sẵn sàng. Quen con cua và cố luôn. Vậy là đây ăn cua hả? Đây chắc tráp ở dưới đây đây. Ô, 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 tốt, tốt. Đúng luôn á. Đúng. 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 Con này chắc cỡ ký rưỡi. Quá đã. Anh nói cá ăn em mới nhìn nó chứ em lo em ăn. Trời ơi quá đã. Bà cậu thương tình. Đây gọi là cái cảm hứng này đầu tiên này, chứ hồi sáng giờ là tới xin anh chủ bè không cho câu lên. Con này cỡ ký buồn có cái căn luôn nè. Có căn luôn hả? Này câu bằng mồi nha nha, mồi nha. Vậy là ái xong anh em mình chắc là đi bắt cái mấy con nữa quá. Con này chắc cỡ ký 7 ký 8 á. Ký tầm cỡ ký giữ chỗ lên. Lấy căn này chứ đóng ngon. Lấy căn luôn. Thôi căn này. Mua căn treo luôn à. Móc vô nào. Móc ngay cái miệng. Ê coi chừng á nha, bỏ vô cái vợt đàng hoàng đi.
Rồi. Kì mày. Có cái ba cái tư gì à? Cái ba cái tư. Trời ơi. Có cá có cá nó đúng không vậy? Tầm cái 350 rồi. Cái 350. Không mà cũng được rồi. Ký đây cũng kiếm được trăm mấy ngàn phải không? Dạ, con này chắc cũng kiếm được 200 ngàn á. Dạ. Căng đúng mà. Con này chắc được rồi. Bự nhỉnh bự ghê chứ. Bỏ vô thùng luôn à? Dạ. Bỏ vô. Chứ sống cũng vậy mà. À, sống cũng vậy, cháy cũng vậy phải không? Dạ. Cho nó vô luôn đi. Vô luôn. Quá đã. Cũng như là mình ăn là cá, ăn luôn là dừa luôn á. Có mồi nha. Rồi giờ đi bắt nha thôi. Anh chú bè thông cảm cho em lên bắt con nha nha anh. Đó đó, nằm dưới phi bên kia nó chạy đâu mất rồi. Nãy mới thấy hai con nó đu phía bên này nè. Rồng đây sao rồng giống rồng nho với tiểu. Cái này ăn không được. Nhưng mà nó rồng nho á. Không phải đâu. Không phải à. Mấy nhà nó hay đu vô mấy cái phi hoặc là mấy cái dây hào á. Mình cứ cào cào đó là nó sẽ dính đó. Nó là con nha. Thì cái từ địa phương vậy chứ thật ra nó là thuộc dạng cái giống cua nha bà con. Đó, đừng con hay con gì rồi đó. Giống cua, giống còng. Nay ở trên mấy cây đùng, cây đước á. Đó, đó đó. Nó mới sớt một con nha. Là mắc mồi luôn. Bây giờ anh em mình sẽ dùng vợt đi vớt nha. Bởi vì mồi nha nó nhạy hơn. Câu quá tráp rồi, còn mồi nha này. Sức đại cho con chứ không biết chỗ nào có chỗ nào không hết. Hãy bám bám như đây này. Không có. Lên bè hào á mà mình hỏi trước rồi thì mình leo lên thoải mái nha bà con. Chứ bè cá thì cũng hơi nhạy cảm xíu. Mình có hỏi gì mình cũng phải ở dưới chứ không có dám leo lên thường xuyên đâu. Trừ khi bị dính lưới câu hay gì kia thì mình xin lên để mình gỡ thôi. Giờ đi tìm con nha cũng khó nữa. Đó 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 nó kìa. Trời nắng nó trốn như mấy chú mát rồi. Hào đây người ta gần thu hoạch rồi đó. Ở đây đa số thì người ta nuôi hào để ăn. Còn có nhiều nơi á là người ta nuôi hào để cho tôm hùm ăn thôi nha bà con. Khoảng cỡ 2-3 tháng là người ta đã thu hoạch rồi cho tôm hùm ăn. Nuôi đó thì nó lẹ hơn. Đây nè. Ở đó đó. Đó. Hai con luôn. Có hôm nữa anh chịu ăn cá sô này câu không đủ. Dạ. Cá sô nó hơi nhiều chứ nó lên tới đây luôn nè. Tự nhiên cá ăn là có cảm hứng liền à. Người nó thoải mái đó. Xôn xáo liền. Nói vậy chị giải trí cũng phải ăn chứ đúng không? Giải trí mà ngồi câu mà tới chiều không có là cũng đâu có được. À. Bên kia chắc có nhiều. Cá ăn. Vô cá tiếp. Vợ găm. Tách luôn, con này nhỏ. Dữ
vừa mới thả luôn. Cá trong lòng kia nhảy ầm ầm. Ăn mừng anh em, anh em được trúng cá. Mới vừa thả câu xuống ba lạng. Cá này là vô hệ cá loại 1 rồi nè. Dạ. Cái ba lạng trở lên là vô loại 1 rồi. À. Dưới ba lạng là loại 2. Loại 2 khỡ mấy chục ngàn, 80 không? Dạ 85 ngàn. Đó là giá bỏ sỉ á. Còn nếu mà bán cho hàng xóm đồ ăn là 100 ngàn. À, có nghĩa là bán lẻ. Tại vì bây giờ người ta mất công người ta bán, đi bán chợ rồi. Đúng rồi. Nãy giờ anh em mình đi cũng kiếm được khoảng hơn 10 con nha. Nha đây nhiều người cũng làm bánh canh nha này, bún nha cũng ngon lắm. Có cá ngát nè, rất có cá ngát nữa chứ. Cá ngát nó cũng ăn con đây luôn à? Dạ. Em nói nãy vớt mấy con cô có mấy con cá ngát. Ủa có mấy con cá ngát vô luôn hả? Nó chích đi. Ghê à? Nó chết đẹp luôn hả? Dạ không. Ý là em nói á, lỡ không biết xui xui nó chích cho người ta. Ừ, nhất chết luôn á. Xỉu luôn. Nó nằm ở trên mấy cái đó đó. Rồi, sao nó lại lên trên trên khô nó ở trợ. Ui xa. Cá nó ở đấy không á, ở hang không á. À. Mà đẻ thì nó lại lên mấy cái rong này nè, nó ở nè. Hay ha. Bữa em vớt một phát 5 con. Ghê vậy. Không biết mà cầm vô rồi thâu á. Vô cái chết ngắt nó luôn. Nhiều người chịu không nổi chuyển viện luôn á. Vậy hả? Cá nhỏ vậy mà cũng chuyển viện nè. Nó chích càng nhỏ nó chích càng ghê mà. Vậy nè. Đâm càng sâu không? Không nhỏ hình như độc tố nó nhiều hay gì á. Như ví dụ những con ngát mà bự á là người ta chích còn người ta có thể là chịu đựng được. Cái mấy con cá ngát đĩa á chích rồi thôi. Đây 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 anh coi thử đây. Cái đĩa giống y li rong nhau à. Không khác gì rong nhau thôi bà con ơi. Nhưng mà anh em nói rong đây ăn không được nha. Nó giống rong nho nhưng mà không phải là rong nho. Nếu mà ăn được chắc nó không còn luôn. Chứ quá trời bên kia. Mấy cái rổ hàng cá đóng luôn. Cá bốp quá trời. Cá bốp to vậy có khi nào nó nhảy ra vào đây nổi không ta? Nhảy luôn hả? À? Em ngồi em câu cá nó nhảy hoài. Dạ yeah. Vậy là một lần nhảy mắc con mười mấy ký à. Cái là biển động á. Rồi em câu mấy cái bè sóng gió á. À. Cái biển động á. Rồi nó nhào cái bè mình nó nhảy lên nhảy xuống nè. À. Nó nhào lên nhào xuống cái sát mặt nước quá. Nó bay lên. Ở phía đây cũng giống như bên Trà Bà và cũng giống như bên đá. Nuôi cá luôn. Nhưng mà bên đây hào và cá những làng bè không có bằng ở bên cầu Trà Bà đó. Cầu Trà Bà thì kéo từ ở phía trong cây cầu và ra ngoài cây cầu luôn. Còn ở đây chủ yếu là ở phía trong cây cầu thôi. Còn phía ngoài cây cầu là cái đường đi của những chiếc tàu chiếc bè. Những chiếc xà lan. Cho nên là ngoài đó người ta không có cho mở bè. Đường này là đường chính để đi ra cửa ngõ Vũng Tàu này. Dài vậy. Đây bị cá luôn mà. Những bè đây là anh em mình muốn câu là cũng đã hỏi trước hết rồi. Chứ không phải là tự động chạy tới mà cột như vậy là không được đâu nha bà con. Bà cậu thương tình cho anh em từ đây câu tới chiều. Kiếm ít con để kiếm vốn rồi. Bữa nay cầu vốn thôi chứ không cầu lời. Đi sáng giờ là hơi nhiều đó. Vàng nắng vàng non. Bà biết, bà con biết là cái nắng nóng mà 30 mấy độ mà hai em ngồi ngoài trời này từ hồi trưa tới giờ này
mà không có gì về tay không là coi như là vợ buồn lắm. Đây mình câu, mình có quy định ngày nào mình nghỉ không, mình câu cả tháng luôn ta? Em quy định rằm với mùng 1. Rằm với mùng 1 là nghỉ ha. Cái đó cũng như là một cái quy định để cho mình có thời gian mình nghỉ ngơi ha, lấy sức. Cá ăn, cá ăn. Câu về chiều là ăn đó. Đi với anh Bảo anh. Chưa anh, nước đang mới nồng nhẹ à. Câu này cũng vừa phải không Tèo? Dạ. Đó, đó, đó. Tráp. Con này bằng con... lấy con này. Ê, ăn mắt. Sắp vô con mắt. Ê, đâu rồi, đâu rồi. Vô, vô. Không có sóc vô cái mỹ, không mát. Sóc vô không. Đúng là ăn, ăn, ăn con mắt của mày. Đúng là câu nói luôn. Ăn con mắt á chị ăn. Thầy, chị đúng rồi tới. Dạ. Ba bốn lạng á. À, bốn lạng á. Chà, đang buồn buồn. Ăn xong rồi tính bỏ đi hay gì á. Xuống luôn. Giờ này cho cá ăn, nhảy tứ tung luôn. Cá chim à? Chim đa số nó chạy mạnh ha. Nó không có nổi lên như cá bóp. Giờ là hơn 5 giờ chiều rồi. Nhưng mà không có cá. Bây giờ anh em quyết định quấn câu, cắt cằn và đi về. Bữa nay nếu mà có anh Út nữa là vui rồi. Ủa, cá hả? Cá. Hốt hồi chót rồi con ơi. Ba không? Sảy rồi. Trời ơi. Uống dữ người ta. Ngậm vô con cua mà con cua cũng... Nè nó cắn vô con cua nè. Coi chừng nó nằm ở dưới á, chưa ăn mà. Nó bay bắt con cà rồi đó. Con cá nó gịch em biết mà. À. Cho nó đi đi. Còn cua không? Nó mới ngậm vô hay gì à. À. Mình dở lên nó bất ngờ nó quảng nó chạy. Thiệt là đau lòng. Nờ dưới á, coi chừng có ngát á. Thì chắc có mú gì. Cái mú nó hay tạp hết còn luôn chưa? Nó mới ngậm vô hay gì à? Nó ngậm vô cái que. Mắc cái que đó. Coi chừng xăm xăm đây coi chừng á. Ở dưới đó nó có cái cục gì á. Lúc mà thả lên cục đó thì cướp nó dùng cái vừa dở lên cái nó lại đi xuống miếng. Ừ. Đó đó. Đó đó, có đó, ăn đó, đủ. Mày à. Chạy đâu. Hồi chót, hồi chót. Phút cuối. Nãy là nó ăn rồi đó. Cứ từ từ, nhẫn nha. Từ từ. Coi thế con gì ở dưới. Con gì. Vậy. Cái nào đó đâu. Cá hường. Nãy là biết ngay là nó. Chưa. Vô.
Con đây nó cũng mang tạp dữ đúng không? Ô móc bụng luôn. À móc mỏ móc mỏ. Nó mới cắn vô con nhà rồi đấy không? Mà à. Nó vô miệng rồi đó, nó hớp vô trong rồi đó. Nè con nha, còn ở ngoài. Rồi, rớt ra ngoài luôn. Nó hớp vô rồi. Hồi nãy là nó cũng như vậy á, nó hớp vô rồi. Cá đây các đi theo đàn không? Không anh. Đang lễ à. Vào bộ sưu tập 4 con nha. Giờ lại về thôi bà con ơi, tối rồi. Giờ này là gần 6 giờ chiều rồi bà con ơi. Đây chiếc đò của bố này. Gặp ông chú. Gặp chú bữa nay là chú biết là không có cá cho nên chú ở nhà chơi rồi. Để cho mấy thằng cháu đi ra giặt nắng thấy bà. Anh lên trước đi. Để em cột chiếc bố này. Rồi rồi. À. Lên. Cá quá trời cá luôn bố ơi. Thành quả của ngày hôm nay đây. Mình phải đưa chiếc xuồng ra để sáng nay nước nó cạn á là nó lót ở dưới cái cầu đây là không có đi được này. Rồi nhiều người á nó lót là chìm cái xuồng luôn. Bên nào không có gì đâu anh. Có hai con. Hai con. Với lại ông Vinh câu quá nhiều cá luôn mà. Cái gì? Đi với lại ông Vinh đó. Trời ơi, thì nó câu phía bên đó lâu nó được cái bè đó đó. Chứ ai đâu mà cho lên. Bè nó câu cũng được mà. Bữa nào đi không được. Chừng mấy con rớt là rầu luôn á. Mua 100 mấy ngàn tiền mồi nha bà con. Mồi hồi nãy bỏ cho cá ăn luôn rồi. Mồi là mồi cá có nọc quá để ra câu cá bóp. Mà cuối cùng không câu cá bóp. Đó là bột, mồi bột. Bữa nay chưa có cơ hội để câu mồi bột. Đây được một con. Ồ, con này con bự này. Thế mấy? Con cá hờ. 4 con. Ê, coi chừng rớt con nào. Rồi qua hình ảnh này thì Bảo cũng xin cảm ơn bà con đã theo dõi video. Cảm ơn em Tèo đã cho anh đi một chuyến trải nghiệm. Điều là hôm nay là không như ý muốn nhưng cũng rất vui luôn nha. Rồi, tạm biệt bà con, hẹn bà con video lần sau luôn. Dạ tạm biệt bà con. Cảm ơn bà con đã coi video nha.